Thưa quý vị, cũng qua số hotline của chúng tôi là 0901812999. Ban biên tập chương trình đã nhận được thông tin phản ánh tại quốc lộ 2C, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang về tình trạng nhét nhác rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, từ nhiều ngày qua tại điểm tập kết rác chân đập thủy điện Chiêm Hóa trên tuyến quốc lộ 2C, đoạn qua thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, Chiêm Hóa không được xử lý, khiến trận mưa đêm ngày 13 tháng 6, rác tràn lênh láng ra đường quốc lộ, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hàng loạt các bao ni lông chứa rác thải bị tràn ra đường, người dân đi qua khu vực phải chịu đựng sự hôi thối, xú uế. Gửi phản ánh đến chương trình, người dân mong muốn cơ quan chức năng xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa cần có phương án quản lý, xử lý việc xả thải rác gây ô nhiễm môi trường để tránh tái diễn trường hợp tương tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như cảnh quan môi trường.